thuốc mà cho bỏ cái chim vô hút mà cái chim mà đã biết rồi đấy. Hai hôm trước thằng cu cư ở phòng bên nó mới chôn mình có uống thuốc sổ nguyên một đêm. Hôm đấy mình ôm bồn cầu hơi bị cú nó luôn, đến hôm nay mình vẫn còn cú luôn. Thì hôm nay mình sẽ chôn lại nó bằng cách là cho nó hút thuốc và tẩm xịt con sao này mình vào đây. Sao này mình đây, nhân vật hôm nay sẽ góp phần vui trong video hôm nay. Thì mình đang ngồi chờ nó đi vệ sinh. Đi vào đây, đi vào đây, sang, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, nào, đi, vệ sinh đi, đi nào, mua thịt gà cho ăn nào, đi nào. Cái mà ui, kiểu này chờ nó hơi lâu mọi người ạ. Để mình bây giờ mình xuống dưới đi tìm xem có cái đống phân xít nào của con chó nào ở dưới sân không, thì mình lấy để tẩm vào YouTube cho thằng cu nó hút. Ok mọi người. Hai mọi người, mình đã chuẩn bị được thêm một đôi găng tay xuống dưới đi tìm một đống phân xít của con chó ở bên dưới. Hôm nay nhất định phải chơi lại nó mọi người. Thôi, trước khi xuống đi tìm phân xít, mình sẽ sang phòng bên cạnh rủ thêm thằng em làm đồng minh. Phòng thằng em mình. Phúc ơi, làm gì đấy? Ở nhà. Mày biết tụi con to thằng cứ nó chơi hay không? Hôm nay anh em mình xuống chơi lại nó, anh hơi bị cố nó luôn. Bây giờ nhá, anh em mình xuống dưới tìm một cái anh của bạn chơi con sang nhà anh em. Nó không ị. Bây giờ anh xuống dưới ra, anh em mình đi tìm cái đống xít của con chó dưới nhà ấy. Thì anh em mình cho nó tẩm vào điếu thuốc, mời thằng cô cơ hút. Ok. Đấy, chiếc, em vô, em đồng một lấy cô cả. Đấy, mình đã có thêm đồng minh mày ơi. Vũ của này không trả thù lắm thằng Khinh. Phải trả thù ạ, mày ơi. Như cái cây nó. Không biết là dưới có đống nào không? Nhưng mà mong là sẽ có. Đồng minh của mình đây mọi người. Đồng minh của mình đây. Cảm ơn giờ nó không nhìn thấy luôn. Xuống này đi tìm mấy con chó thế này nhiều lắm. Nắng, trời nắng quá mày. Không biết có được ông phát không? Kìa, một đối tượng đang nằm đấy. Để mình đi tìm. Phân chim được không? Phân chim được không? Không có xít chó, dùng xít chim được. Quá. Đi. Người thấy chưa? Ý, nhiều lắm mọi người ơi. Wow.
Rồi, ok, thế thôi. Giúp anh Sơn trả thù nhé. Giúp anh Sơn trả thù nhé. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đây là hot boy của xóm mình ấy. Nhìn đẹp trai mọi người. Hot boy luôn đấy. À. Đấy. Không nhận ra đâu. Xíu nữa anh hy sinh, anh ngồi ước nó thì nó sẽ không bao giờ cầm được nó. Ok, bọn mày, bây giờ mình sẽ vào kia giống máy quay. Hai mọi người, mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi mình gọi điện cho thằng cu cư xuống cho nó. Thằng đâu á? Thằng đâu á? Anh với Phúc đang ở dưới này, cho anh uống nước thôi. Cái đồng này thì em ngớp một ăn. Mà nắng mà làm gì đây? Đừng ngủ đi, làm gì đâu. Đi một sớm mà anh mày. Nước rồi mày thế quá anh. Một ba buổi rồi nha. Xin ai á? Xin bút vậy chứ ai? Nước vui á. Té giờ lọc cô trẻ con, cha chi giúp cho ai? Dạ, anh chào anh Sơn, chào anh Phúc. Ngon. Đang ngủ thiệt ngon, gọi điện suốt luôn. Đang nằm phòng ngủ rồi, đang nằm ngủ đây. Mang máy gì? Đi công chúng mới mang máy đây, trả ai? Thôi, ngồi chơi nhé. Được rồi. Đi lên phòng. Phòng chi? Tự nhiên. Nó ăn. Chú xin đi hút. Để lại mấy điếu anh em hút. Mấy điếu. Nó nằm nó ăn. Không thì cho nó không làm gì. Nó đây phòng. Không gì. Đứng đêm. Nhân cái. Tự như chưa xuống thì sẽ cùng là tự ngồi. Anh xuống mà. Anh cứ gọi đâu. Gọi sẽ. Tự nhiên lên phòng chậu. Ngồi thì chung. Đó, thiệt anh em. Chưa nắng rồi anh mày khùng bay. Để đây ngồi ngoài anh.
ngồi trao vui này. Giờ dịch luôn phải ba người phải đi sao mày? Dạ. Để em mỏi cho anh gì đâu mà làm gì mà chụp cái xuống cho một cái thuốc mà chụp uống. Này biết đánh bài xuống ngọt đây nữa lại mà. Thuốc mà thuốc mà. Thơm anh. Thơm. Ba số ấy. Thì anh mỏi, em mỏi cho anh rồi. Thì bà đi. Anh lớn rồi. Anh đi. Nói anh. Cách xa 2 mét đi. Tính giết cái này đánh bài. Chơi vậy chơi cũng được luôn à. Chơi thế thôi. Tao ra làng đấy. Ra làng đấy. Đang đụng vào 100 mà ngấu ra. Không cái gì này. Cực xem không mày. Không cái gì thấy sao đâu. Để đây. Cái gì đó. Ta đang nhìn. Không gì đúng không? Hai người ngồi ở ngoài em đi. Không. Nào, phải ngủ một thằng. Tùng mẹ à. Hai ông đây cho. Ê, đá tấn công cho mọi người ơi. Hùng của công anh em mình chôn mọi người. Thơm không? Trời ơi, trao gì mà. Thơm cái mẹ thuốc ba số ấy. Thơm không? Không, không, gì á? Hả? Rồi, người ơi. Hả? Ba số xích chim. Thương hiệu mới. Thương hiệu mới. Đăng đàn đấy, đăng bể lâu. Thương hiệu xích chim của Tây Ban Nha nó mới giờ. Chim là cái gì vậy? Là cức chim đấy. Cức chim đấy. Đây này. Mày chủ. Anh cha sao mà anh cha mà cha em hút cức chim. Em là em chơi thằng này, cùng mày anh ơi. Hôm qua nó là cái gì? Hôm qua nó cho em uống thuốc sổ. Ô buồn cầu cả tối luôn đấy. Hôm nay phải chôn lại nó anh hiểu không? Đụng trời ăn dưới anh cho hôm qua em. Gì mà đụng cha gì vậy? Thuốc mà cha bỏ cái kim vô hút ăn. Cái kim ăn.